Ủa chay đâu chay? Đây. Ờ chay đó cô chú ơi, bữa nay là chay qua chay thăm em. Đây. Nhi cởi cho. Đây nè, đây là em của đây là con của chị Nhi mới sinh ra nè mọi người ơi. Đây là baby Mia. Ừ. À, Mia. Bây giờ là được đầy tháng rồi đó. Thì trước khi đi về Việt Nam là tranh thủ đi qua thăm em chút. Ừ. Chay hồi nãy giờ thấy em là cũng lại cũng chấm bút cũng quẹt đồ dữ lắm. mà mẹ với mấy dì cản không cho. Rồi coi, cô chú coi nó coi đó. Coi nó ấy không nha, coi đó. Đó. Không nào đó. Chay siêu quậy đó. Quần ống xăng ống xả kìa. Ừ mệt lắm. Ừ. Mệt không chay? Chay con mệt không chay? Ú. Sợ nó luôn đó, một chút phóp lâu rồi. Một chút phóp lâu là sợ nó luôn đó. Nó đi tới đâu là người ta sợ nó tới đó. Bà tính cởi phóp lâu thì sao? Ừ, vậy quá. Ừ. Điện mèo cắt hả? Ai? Đây. Ừ, sao biết? Nghe chị Hai nói. Ủa, chị Hai Việt Nam con chay hả? Rồi. Trời ơi, bà coi bà không bỏ tặc nào hay gì chạy? Bà coi bà biết thằng nào nữa. Ừ, rồi bà nói chay bà biết. Coi bà biết hả? Ủa, tôi chưa coi nữa. Trời ơi. Con Nhi, chị coi Nhi cho con đờ sao sao hay làm sao sao đi nghe Nhi. Ừ, cái thấy bên trên là con có. Hay. Put that down. Judy, no. Ready? No. Butterfly. Butterfly. Okay. Mazel. Where's Pablo? Oh, wait. Judy, where's Pablo? Where's Pablo? Judy, look. Pablo. Trời ơi. Bỏ đi đi con. Trời đi. Say hi. Con này nè nó không có gì vậy? Nó không có gọi là không có dơ mà động chay ngày xưa. Biết sao nó không có dơ không? Tại vì á, đẻ khi mà đẻ mổ á, nó sẽ dơ hơn là tại vì khi mà mình rặn ra thì mấy cái nhớt cái đỏ ra á. Còn mà con chay cái là ngày xưa là tắm là nó còn dính nhiều lắm đi. Thôi vậy. Ừ, là ngày nào tắm cũng phải chà, cũng phải ấy rồi chia ra da nó mới bóng. Ừ. Cũng chà. Thầy ơi, cũng chà chà chứ chi đâu dám đi. Lấy tay chà chà đi thử. Nó sập da. Sẽ bye bye đi con, bye bye em đi. Đừng có chọt cái bye bye vô miệng em nha. Bye bye. Bye em đi, bye bye. Bye bye. Ù qua em cái, ù qua. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi đi về. À, đây nè cô chú ơi. Hôm nay không biết phải bắt đầu cái video từ đâu. Tại vì hôm nay là ngày Halloween. Halloween. Mà chay thì ở ngoài trời thì đang là mưa, với lại rất là lạnh, nên là sẽ không có đi xin kẹo được. Thật là đáng tiếc quá đi. Quá chán nản và thất vọng. Cô chú coi nè, năm nay chay thì cũng mặc bộ đồ vô đà y như năm ngoái, nhưng mà bộ đồ năm nay là mặc thấy vừa dặn hơn rồi. Rồi ngày mai mẹ chay với Út sẽ cho chay mặc bộ đồ công chúa Bạch Tuyết. Rồi bảy chú lùng thì để đi kiếm sao. Mẹ với Út dẫn chay đi kiếm bảy chú lùng. Hay mà không, mà kế bên chay là có một người lùng rồi nên chỉ cần kiếm 6 đứa nữa thôi. Thôi đi tắm đi. Nhiều chuyện. Đó, cô chú ơi. À, đó, chay đó cô chú. Chay là năm nay này chỉ mặc bộ đồ cho nó có không khí thôi. Cái gì kẹo đó hả? Để con mở ra cho cô chú coi. Oops, I'm sorry. Xin lỗi, mẹ xin lỗi. Đó, coi kìa, trời ơi, nghệ sĩ. Nghệ sĩ. Ấy trời ơi, nghệ sĩ của chui. Chị đi coi nè.
Đậu vô. Vô đà, năm nay có ngậm nấm vú nha cô chú nha. Vô đà này phiên bản 29. Phiên bản có ngậm nấm vú. Wow. Lấy ra coi. Nè con nhìn vô đây nè. Con nhìn vô cô chú cái coi. Vô đà này thèm nấm vú cô chú ơi. Đó, baby can you turn on the light for me please? Em đâu? Đó, đây hai bạn vô đà đây. Đó, rồi con ôm vô đà con chụp tấm hình coi. Cho cô chú chụp cho tấm hình coi. Đó, say cheese. Đúng rồi. Sương sương. Quá luôn. Chơi giống y chang vô đà, chơi đi. Chơi đi lúc đi. Thì sao muốn gỡ ra hả? Gỡ ra để mày gỡ cho, Rồi, đó. Hả? Là gì? Gì muốn cởi áo ra hả? Sao vô lý vậy? Ủa, đang quay phim cho cô chú coi mày mắc mới tự nhiên cởi vô cởi áo ra. Hả? Ok thì sao? À, cái gì đây? Tính làm gì? Ba bà gì? Lên cho mẹ mượn ơi, cho mẹ mượn cái này coi. Nó ghiền cái gì mà nó ghiền một cách tôi nói thì tột cùng của xã hội luôn á. Đó, đây mình có sơn móng tay không? À vô đà đang để cái tay vậy ha, con để cái tay giống vô đà coi, con ngồi con làm đi cái tay giống vô đà coi. Vô đà làm sao? Con làm sao? Để sao? Hả? Chị đi. Coi cái mặt con riêng kìa nhúng. Muốn giọng cho con giọng mà mặt con riêng muốn giọng cho con giọng con của chú quê. Where's your costume? Đó, ba chay đó. sợ nó chạy ra đây con làm cho đúng bài đúng bản đàng hoàng, con phải mặc bộ đồ vô, con phải xách cái này rồi con nói trick or treat xong rồi ba mới cho con kẹo được chứ. Nay mình chơi cây nhà lá vườn nha cô chú, nhà hơi bề bộn chút tại vì nhà học khách đi về Việt Nam. Right, so let's get your outfit on. Nên là nó hơi bị bề bộn đồ đạc một chút. You, no outfit, no candy. Con phải mặc đồ vô ba mới cho candy đó con. Con lại con mặc vô đâu đi. No outfit, no candy. You gotta learn how to trick or treat. Okay, baby, just have her bring this. Rồi, bỏ bà lại ba đi. Okay. And can you come over here and sit so she can say trick or treat? Okay, here. Wow. Rồi đi lại xách cái vỏ để kẹo đi rồi ba cho kẹo con. Rồi đây nè chị đi, come. Nói daddy. Trick or treat. Yay. One more. No. You don't have a Halloween outfit on. Boop. Say trick. You gotta say trick or treat. Rồi đưa cái vỏ ra ba bỏ vô. Đưa cái vỏ ra ba bỏ vô. Đúng rồi. Say trick or treat. Con nói đi con. Trick or treat. No. More? No. More? Yeah. Say trick or treat. Say trick or treat. Oh yeah. Mo gì cái gì mo biết vậy? Trick or treat. Say trick or treat please. Yeah. Wow, chay năm nay được 4 cục kẹo. Wow. Wow. You happy? Cái nhà nó vừa. Trick or wow, nhiều kẹo dữ ta. You got a lollipop. Trời ơi, cho vô đà ăn nữa. Wow, no, don't open the door. JD, don't do that. Không được mở ra. No. JD. Oh, what color is that? Màu đó màu gì? Green, okay. Blue. Baby. Just, It's Halloween. It's Halloween. Okay. Bữa nay là con được làm vậy nhưng mà ngày thường con không được làm nha. Tại vì bữa nay là ngày. Here, you wanna give me them? Ngày Halloween là cái ngày kẹo, ngày cô đưa con được cái nên cho con làm vậy đó. Chứ mà ngày thường là không được nha. You take this one. Hand me those. She's saying, I'm not giving those up. Here. Thank you. Oh no, thank you, Daddy.
Thôi cái đầu tóc Út chảy từ sáng giờ bên xúc bên còn. Màu đó màu gì? Nói mẹ nghe coi. Wow, 4 different colors. 4 màu khác nhau luôn. Con lại con cho vô đàn với con. Ôi trời 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 trời. Cho vô đàn cây đi. Đúng rồi. Đó, đồ đạc đồ này kia chuẩn bị đi về Việt Nam đó các bạn, nên là rất rất là còn bề bộn. Phải thứ bảy này, thứ bảy này là phải sắp xếp tất cả mọi thứ. What color is that? No, brown. Bây giờ nó cầm 4 cục kẹo lên. Ngoài trời, trời đất ơi, nhìn ngoài trời thấy đầu không cho cô, cho cô chú coi ngoài trời nè. Đó. Show the flag so they can see how fast the wind's blowing. Đó, đó, thấy không? Coi nè, nó mưa mà thôi thì sương mù rồi che chán, dễ sợ chán. 5 nay cô chú nhớ năm ngoái không? Năm ngoái có bà ngoại dẫn chay đi trồng xin kẹo. Ngọc biết là mọi người nói nay cho chay đi xin kẹo, nhưng mà thời tiết á nó không có được như mình mong muốn. Không phải lúc nào cũng là trời ơi cô thương không. Hôm nay mà năm mai mà thấy đi xin kẹo này là cái tướng đi xin kẹo này là thương biết bao nhiêu cho nói. Your hair is very pretty, Jay. Mà who did your hair? Không có đi được, uổng dễ sợ. JD, who did your hair? Út, con nói đi con, ba hỏi ai làm tóc cho con kìa, con nói đi. Út. Út did your hair? Oh baby, usually when she sleeps, she really like right next to me, but no more. No more? She's right next to Julia. Yeah. Trời đất ơi, có được không? Ngồi lên, chụp, chụp. You like an all of them at once? Trời đất ơi, con ba hưởng thụ cuộc đời quá kìa. Cô đã bắt đầu kìa. Bà ngồi bà cầm 4 cây các bạn, bà đưa vừa ngửa đó bà làm đó. Đó. So baby, we're really sorry we can't take you out for Halloween, but I feel bad. Remember last year? Yeah. I came home late and I was so regret. But this year I'm home but I can't do it, see? No, yeah. Năm ngoái á Ngọc đi làm về trễ á, rồi khi mà Ngọc đi làm về tới nhà rồi dẫn chay đi đụng kẹo là cũng tới 8 giờ mấy rồi. Ngọc rất rất là hối hận, Ngọc nói là năm nay á, với những tất cả những năm sau là Ngọc phải có mặt ở nhà để dẫn cho chay đi. Tại vì một năm mới có một lần mà, rồi cuối cùng năm nay ở nhà trời lại mưa, thấy không? Nói chung là mình không thể có không thể nào có thể làm được cái gì mà mình không thể nào mà dự đoán được. Bởi vậy người tính không bằng trời tính. Yeah, đấy. Next year she's gotta get a new Halloween outfit. Yeah, năm tới sẽ là một cái bộ trang phục mới, thấy không? Nếu mà năm nay mà có mua trang phục mới cho chay á, thì cũng sẽ đâu có đi được đâu. Đây, quay cho mẹ coi coi. Mẹ coi coi. Wow. Wow. Nè. Nè, con ăn cho cô chú, con mời cô chú đi. Con nói cô chú đi candy. Nè. Candy. What do you think that one tastes like, the brown one? It's got yellow on it. No. Maybe root beer? Yeah. Rồi được rồi, cô chú thấy rồi. Thank you, JD. Say thank much. You. Say happy Halloween. Con đây Halloween. 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 Đó, đây Halloween thương lắm cô chú. Halloween. Đó, con nói cô chú ơi cho chay kẹo đi. Cô chú ơi cho chay kẹo. Trời đất, con ơi xạo sợ. Ôi trời. Oh, be careful, you almost hit Yoda. Ôi trời. Here, let's give him his cane. Sợ chỉ được chứ mà chỉ không chịu mặc cái bộ đồ nó vô chứ mấy con khổ chứ con. You gotta put your outfit on. Are you gonna train? JD, are you gonna train? You wanna put your outfit on to train? No? Baby, can you bring Yoda, Yoda right here? Sure. Go back. Yoda. Show me the force. Force. Dark side. Tell me more. Oh. Sorry. Tell me more. More. Yes. Yes, come on.
He's tired. He probably needs new batteries. Trời ơi đi. Mẹ cho con ăn xong 4 cây kẹo này là tối nay con nhảy cả tưng luôn ngay đây. Trời con ngồi. Con ngồi có được đời không? Trời ơi con ngồi suy tư, cô gái suy tư ngồi ăn kẹo cầm 4. Dark side. Tưng. Ơn bà điệu lắm, bà điệu hành dữ. Dark side đó. Chị. Trời ơi có bà. Dark side. Vì giờ nó gì nó cũng nói được hết đó. Con chơi con nói này chơi. I want to be a Jedi. Jedi. JD say Jedi. Jedi. Con nói. Oh. Lightsaber. Jedi. Tell me more. I wanna be the force. Yeah. Em ra câu đó nè. Tell me more. Tell me more. Hả?